Xin chào quý vị các bạn. Trên tay mình đây là điện thoại Qi Smart S16 của Qi Mobile. Khi bạn gặp lỗi sự cố liên quan màn hình của điện thoại Qi Smart S16, lỗi hỏng, màn hình không lên, màn hình lúc lên lúc không, màn hình không cảm ứng được, thì quý khách hàng vui lòng truy cập website www.chỉ động cao cấp.vn hoặc liên hệ 024 66 75099. Kỹ thuật viên tại Di động cao cấp.vn sẽ tư vấn và hướng dẫn cụ thể hơn với các bạn. Di động cao cấp.vn hiện nay đang địa chỉ cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo hành điện thoại Qi Smart S16 hàng đầu Việt Nam. Chúng tôi có mọi loại linh kiện sửa chữa điện thoại Qi Smart S16 nói chung và màn hình cảm ứng Qi Smart S16 nói riêng của quý hàng. Quý hàng chỉ cần mang máy qua cái địa chỉ của Di động cao cấp.vn, chúng tôi sẽ tư vấn và hướng dẫn thêm với các bạn. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video giới thiệu dịch vụ thay mới màn hình điện thoại Qi Smart S16 tại Di động cao cấp.vn. Chỉ cung cấp dịch vụ thay mới màn hình điện thoại Qi Mobile hàng đầu Việt Nam.